Anh giờ đó làm đêm về đó. Có giờ nghỉ ngơi. Làm xong sáng để ngủ đến tận 9-10 giờ vẫn bằng quê. Cứ đi xa thì cố thôi. Làm đủ rồi thôi. Một mình xin hết ghế bà. Lăm mê tờ chạy ngon. Chạy em bầm ngay nhỉ. Lấy thêm giấy. Xa bực thải. Đủ đủ 50 rồi à? Được không? Chắc đủ 50 rồi được quá à? Ở đây có kéo nữa đâu. Đủ rồi. Chắc vừa đủ nhỉ? Đến rồi nè. Chắc phải đủ rồi. Một vóc. Mỗi lần sửa máy in em có không vậy? Máy in hóa đơn. Năm thảo nào sửa 5-7 con. Trong những việc chắc còn đầy trước anh làm Tết. À, nhưng mà nó lúc mà nó xin cũng nhiều đấy. Cái lần tranh thủ cứ in thôi. Tiếp. Đúng ngủ rồi đấy em ạ. Đây là min tiếp bên này. Đúng 50 luôn. Gì thì gì anh để. Min luôn. Anh phải đúng khi mà nó dừng rồi. Máy nó dừng rồi. Đây in lại in tiếp chạy tiếp mầm. Ngon rồi, cơ kiếp ngon ngủ rồi, không chậm nữa. Quả máy này mới đắt thôi. Hơn 5 triệu. Thế là màn người ấy quá rẻ. Không có cơ vứt. Cảm ơn cơ. In từ sáng đến tận tối được 200 tờ thì in cái gì? Đây mình in, lúc đấy có 5-10 phút đã được 50 tờ rồi. In chip mở bằng cái này hết này. Ừ, in chip mới. Con này 6 mô. Chứng tỏ nó in phát nhiều đấy, mình nhìn thấy con thua. In nhiều chứ. In nhiều không chứ. Mỗi một gia đình phải 500, ít nhất là 500 tờ rồi. Rồi mỗi một đám cưới là 500 tờ trở nên, có nhà thì 1000 tờ. Nghìn tờ nào vừa có 60 mâm này. Mâm 6 tờ. Đâu, nghìn tờ là hơn đấy.
600 là được 100 mâm rồi. Nhưng mà kiểu gì nó chẳng in hơn, bởi vì viết sai viết đấy. Nhiều khi viết sai, viết nỗi. Nên là in thừa ra. In 600 tờ phải in 650. Cái này màu mè nó còn đẹp. Màu mè đẹp, đã đủ màu. Cái này xong hết rồi chứ. Cái nào cũng xong rồi. Dọn hết cái đồ trên bàn cho anh Hoàn, cho nó gọn rồi đi. Xong hết rồi. Được rồi đấy. Chờ tí cho nó lên tí thôi.